Thôi giờ nhắc luôn. Cái việc ở Thọ Hòa đó các bạn bảo là thất bại nặng nề. Tôi nói cái nhiều khi các bạn nghĩ tào lao. Nhiều khi trong một bàn cờ mà người ta nói là thí chốt bắt xe. Các bạn biết đấy, có nghĩa là các bạn có thể thí con xe để bắt con tướng. Các bạn chơi cờ, các bạn gài bẫy nhau miết. Thì các bạn mất cái này, thì các bạn được cái gì? Chúng tôi đến Thọ Hòa ngày hôm đó là để tố cáo Nguyễn Duy Tân xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và làm gì? Và đòi lật đổ nhà nước Việt Nam. Trước đó Nguyễn Duy Tân làm gì thì những người lên mạng mới biết thôi. Ở ngoài ít người biết lắm. Nhưng mà rất là may mắn là hôm đó chúng tôi liều mạng đến đó và bị đánh một chập tơi bời. Bị đánh mà hôm đó về mà đau ê ẩm mình mẩy. Đúng không? Sau đó các bạn biết là các bạn lúc nãy còn đưa ra cái bản cam tờ cam kết nữa mà, các bạn đưa ra tờ cam kết rằng là từ nay tới này nói với các bạn á, không biết tờ cam kết đó lấy đâu mà đi ra khỏi chỗ đó. Nhưng có điều là các bạn biết khi mà tôi đến tôi dùng micro dùng loa để mà tôi tố cáo ông Duy Tân thì tôi cáo không được, do các bạn giật micro của tôi, dùng số đông áp đảo của tôi. Không, Nguyễn Duy Tân mướn người mà, Nguyễn Duy Tân mướn rất là nhiều người đến để đánh chúng tôi, và do vậy cho nên là chúng tôi bị gọi là thất thủ. Không, thất thủ ở đó. Có một điều rất là hay là lúc đầu không cho tụi tôi nói, không cho tụi tôi tố cáo ông Duy Tân làm gì, nhưng mà đến khi bắt tụi tôi viết tường trình ấy, thì tụi tôi tố rất rõ. Chúng tôi đến đây là vì chúng tôi muốn chất vấn Nguyễn Duy Tân, muốn trao đổi Nguyễn Duy Tân về việc ông ta đã xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đòi lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi lật đổ nhà nước Việt Nam, đòi dùng tư cách linh mục để mà trưng cầu dân ý, đòi lật đổ nhà nước Việt Nam. Và có một điều ngu nữa, cái là tất cả những người đang ở đó ngu hết luôn, cả giáo xứ Hậu Hòa ngu sạch, cả cả mấy ông linh mục ở đó có mặt cũng ngu luôn. Ngu là ngu chỗ nào? Đó là bắt tôi viết đi viết lại 4 lần, và 4 lần là viết y chang, đoạn sau có khác chút. Có nghĩa là các người muốn tôi ghi thêm là có gì à, đi đến đây có người mang theo vũ khí, rồi các người nói là các người lúc đầu tôi nói là đến đây các tôi bị các người đánh, các người không chịu, các người kêu tôi bỏ ra, bỏ cái đoạn mà bị đánh ra, bỏ ra không, bỏ cái đoạn bị đánh ra thêm cái đoạn kia vô. Thế là tôi viết lại 3 lần 4 lần, tức là thứ tư viết xong. Thì có nghĩa là cả 4 lần đó mọi người khi mà tôi đọc cầm video đọc, cả một cái đám lừa nó ngồi nó nghe, tôi nói tôi mắc cười, cũng vừa rung mà vừa mắc cười. Rung là tại sao mẹ mình đọc tới lần thứ ba rồi, bây giờ đọc lần thứ tư, lỡ có thằng nào nó tức quá nó bập mình xong nó nhận ra vấn đề mình đang tố cáo, mình đang tố cáo đúng thằng linh mục cũng như tên như thế, lơ mơ là nó biết nó nhận ra vấn đề đó nó đập mình sao. Đã, công an lúc đó cũng đông nhưng chưa chắc là có thể che được cho mình. Thế là tôi đọc nhưng mà cũng hơi rung, nhưng mà nó lỡ rồi tới đây rồi sống vinh hay chết nhục. Hả? Bây giờ là tôi thà chết vinh còn hơn sống nhục. Đã đọc tố cáo nó thì tố cáo cho tới. Đến đây là để làm gì? À, đá trong quần có ai thấy ai đá không? Có nghĩa là cái bạn nào đó nó đá trong quần là vu khống nha. Tại vì các bạn có đá trong quần không? À, tôi không biết trường hợp mà của tôi có thể nếu bạn đó là bạn đó đá trong quần đó, các bạn nào mới nói đó. Nhưng mà trường hợp của tôi thì hoàn toàn anh em chúng tôi đều cương quyết và không có sự sợ hãi đó đó. Không, tôi là thậm chí là trong cái đơn cái tờ tường trình cuối cùng của chúng tôi đều là tố cáo Nguyễn Duy Tân. Chúng tôi đến đây là để tố cáo Nguyễn Duy Tân xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đòi lật đổ nhà nước như thế nào, và vì vậy cho nên tôi còn đề nghị pháp luật xử lý. Không, và bây giờ đây chúng tôi là đang chuẩn bị đơn từ để mà gửi cho Xuân Lộc để mà tố cáo Nguyễn Duy Tân như thế nè. Giờ có ai nộp đơn? Có rất là nhiều người ở địa phương là nộp đơn tố cáo Nguyễn Duy Tân rồi, nhưng do yếu tố chính trị, yếu tố ngoại giao người ta chưa kịp lụm Nguyễn Duy Tân thôi. Nhưng mà tôi sẽ tố thêm lần nữa, anh em mọi người cùng tôi tố thêm một lần nữa cho nó chết bà nó luôn. Nó lợi dụng tôn giáo nó làm anh em Thọ Hòa từ lưa hết. Cái thứ hai nữa, mọi người bảo thất thủ ở Thọ Hòa thì không thất thủ. Bởi thứ nhất, dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Duy Tân, giáo dân ở Thọ Hòa y như thú dữ, rừng rú man rợ, cầm đá đập đầu người ta, kinh khủng thiệt. Có con người nào mà gian ác tàn ác đến mức độ là cầm đá đập đầu người khác không? Đòi lột quần phụ nữ, đàn ông đánh đàn bà, đàn ông đánh phụ nữ, móc túi, giật dọc, bóp vú người ta, sàm sỡ phụ nữ, có hết. Miệng mồm thì mở ra, đồ phụ tùng ở trong miệng phát ra, rao 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 rao, y như là người, phải nói là người có tôn giáo gì kỳ, giáo xứ Thọ Hòa, giáo dân vậy không hả? Mặt tôi hôm đó không tội, bị đánh cho nên là dĩ nhiên là nó phải mệt rồi. Với lại là bị giam giữ từ 11 giờ trưa cho đến 4 giờ chiều mệt mỏi chứ. Các bạn thử cái thằng nào mới nói đó, mày ngon mày bị giam thử cái coi. Mày thấy cái cảnh, mày đái ra quần ấy. Đấy, cho nên là vấn đề ở chỗ là hôm đó chúng tôi rất là thoải mái. Thoải mái ở chỗ là gì? Đó là mình làm được cái việc mà cái tâm nguyện của mình mong muốn khi đến Thọ Hòa.
đó là tố cáo. Và thứ hai nữa là bản chất của giáo dân Thọ Hòa đã thay đổi, không còn lương thiện nữa, không còn khiêm nhu nữa, không còn khiêm nhường nữa, không còn vị tha và cái lòng tha thứ còn ở đó nữa. Họ không có một cái chút gì gọi là tính người ở đó nữa cả. Họ đánh người mà họ chỉ muốn giết người thôi. Đấy, họ bảo rằng phải tôn trọng luật pháp, nhưng chính họ lại không tôn trọng luật pháp khi chính quyền ở đó yêu cầu họ thực hiện theo yêu cầu của chính quyền, họ hoàn toàn không nghe. Mà còn chống lại chính quyền bằng cách là không cho chính quyền rời khỏi đó với chúng tôi. Nguyễn Duy Tân từ trong cửa sổ nói vọng ra, các livestream vẫn còn đó, là không cho giải phóng, giải cứu con tin. Họ xem chúng tôi là con tin. Con tin của ai? Con tin của chính quyền à? Có nghĩa là họ giữ chúng tôi để áp đảo chính quyền sao? Tôi là người của chính quyền à? Đâu có, tôi là người dân, tới giờ là ăn rõ hết rồi. Cho nên ở đây là chúng ta thấy, à các bạn nào nói cũng đúng, ông Tân nó núp ở trong, có một cái clip mà bạn cũng trong cái livestream của tôi đấy, bạn thấy đó, cái bạn cầm camera của tôi đó quay, thì ông Tân đỡ cửa sổ nhà sau quay, ông chạy rằng trước, bạn tôi đi rằng trước quay, cái ông sợ ông chạy rằng sau quay cái nữa, ông chạy rằng trước, cái bạn chạy rằng trước, cái ông quay ngược trở vô, rất may là có người cản lại chứ không còn nhục nữa. Nghĩa là ở đây ta thấy là Nguyễn Duy Tân phải nói là bữa đó rất là nhục nhục, mà thấy ở trong cái chuồng của mình mà còn sợ hãi xanh mặt, thì đừng nói chúng tôi ở ngoài này đang phải đương đầu với ai. Và nhất là một chủ trang mà đẩy con chiên đi ra ngoài chịu trận, đẩy con chiên mình vào vòng tội lỗi, thì đó là ai mới là cái người nhục nhã? Tôn giáo mà như thế là nhục, tôi nhục không sao cả, bị đánh nhục không sao cả, vì tôi cũng bất khuất, tôi chưa có bao giờ nhục, tôi chưa cảm thấy mình nhục ngày hôm đó. Nhưng mà tôn giáo mà trở thành những cái nơi mà côn đồ ghé thăm, như Quách Dũng ghé rồi đó, nơi phản động ghé thăm đó, Quách Dũng và giang hồ rồi phản động phản quốc đồ, nó ghé đó, nó ăn uống ở đó, nó nhậu nhẹt ở đó, thì rõ ràng cái tôn giáo, cái nhà thờ Thọ Hòa nó trở thành một cái ổ đàn điếm rồi. Thì người ta đã chứng minh được tất cả mọi cái, tôi chứng minh được giáo dân Thọ Hòa tệ hại như thế nào ngày hôm đó rồi, thì giờ này đây chúng ta còn chứng minh được cái sự tệ hại của giáo Thọ Hòa khi phối hợp với cái đám phản quốc, với cái đám giang hồ. Thì như vậy thì ở vụ Thọ Hòa, xin lỗi, qua vụ đó chúng ta thắng chứ không thua, bởi vì đã chứng minh được bản chất của những con người đó đã thay đổi khi dưới sự điều hành quản xứ của Nguyễn Duy Tân. Như vậy thì ta thấy được rằng là chỉ có khi chúng ta phải tiêu diệt Nguyễn Duy Tân này, cho nó rời khỏi giáo xứ đó, điều đi chỗ khác, cho nó vô tù ở, thì lúc đó bà con giáo dân giáo xứ mới thực sự bình yên trở lại, và Thọ Hòa không còn được nhắc với cái sự ô nhục ô bẩn ở trên mạng xã hội nữa, và người ta cũng không gọi Thọ Hòa là cái nơi tục tiểu nữa. Đó, phải nói một điều là họ đòi lột quần phụ nữ, kinh khủng không? Còn đàn ông thì đi đánh phụ nữ, kinh khủng không? Tuyệt vời. Cho nên ở đây bạn nào nói mà vụ Thọ Hòa tôi thua, xin lỗi, chưa thua nha. Tôi không thua mà còn thắng lớn, bởi vì đến một nơi tôn giáo mà xét về đạo đức chúng tôi hơn họ là tôi thắng rồi. Đến một nơi tôn giáo đấu tranh với họ mà tôn giáo đó không thể hiện được đạo đức của tôn giáo mình là họ đã thua rồi. Không phải nói đánh đấm là thắng, mà là chúng ta phải trên cơ sở của cái lợi ích đạt được. Mà lợi ích ở đây là gì? Đó chính là đạo đức của một tôn giáo bị phá hủy bởi chính người của tôn giáo đó. Ai đang bênh vực tôn giáo mình một cách cực đoan, không suy xét đúng sai, thì kẻ đó đang phá hoại chính tôn giáo của mình. À, bạn miền Tây Nguyễn còn thách thức xuống nữa, thì có nghĩa là ở đó là nơi, họ hang hùm hổ rắn đúng không? Có nghĩa là cái nơi mà Thọ Hòa nó trở thành cái gì? Nó trở thành một cái nơi ma quỷ, cho nên là cứ ai chống đối lại nó thì xuống đó chết à. Đáng lý ra một cái nơi nhà thờ, nơi giáo xứ là cái nơi gì? Là cái nơi thánh thiện nhất, cái nơi mà người ta phải gửi gắm cái tinh thần tình yêu thương vào đó. Và khi mà người ta đối đắm dữ lắm, người ta tệ hại lắm, người ta đến đó thì được bao bọc chở che. Còn đằng này giáo xứ Thọ Hòa đang thách thức người ta đến đó làm chi, để bị đánh à? Có nghĩa là ở Thọ Hòa là chỉ là toàn toàn là côn đồ không sao? Đây, bạn miền Tây Nguyễn đang chứng tỏ rằng là bạn đang là người ở Thọ Hòa, cho nên bạn mới chính là những cái đối tượng phải nói là chứng tỏ Thọ Hòa toàn là côn đồ, cho nên mới hăm he như thế. Đấy, không sao. Đối với tôi đấy, tôi có bố đỡ đầu là người miền Bắc, rất tuyệt vời. Bố tôi có giọng trầm ấm, nếu nói giảng kinh thánh cực kỳ hay.
Ồ, vậy là cái miền Tây Nguyễn chính là Nguyễn Duy Tân đó hả? Ồ, vậy là miền Tây Nguyễn là Nguyễn Duy Tân, hèn chi vô chữ tôi quá trời luôn. Vậy là các bạn ghi nhớ nha, miền Tây Nguyễn là Nguyễn Duy Tân. Để mà các bạn có thể nắm được Nguyễn Duy Tân ra chửi nó, cứ hãy thấy miền Tây Nguyễn cứ chửi Nguyễn Duy Tân cho tôi là xong. Rồi, cảm ơn các bạn.